và xin chào các bạn. Đợi tớ tí nha các bạn. Ui da, tớ mới vừa ăn xong. Hôm nay tớ sẽ chơi game Booster, game Forest gì đó. Giống như phì phì quá các bạn ơi. Phì phì, các bạn cũng biết phì phì là cái gì đó. Ủa cái này giống Free Fire. Và cái này tớ biết nè, nó hay lắm. Tớ cũng thích nó lắm. Quá mạnh luôn nha các bạn, chứ không phải nó quá yếu. Để tớ phải đợi nữa. Các bạn ơi, các bạn có thấy tôi nhanh không này? Tớ hơi bị chuyện nha. Chạy dây khúc này thôi. Thôi để tớ reset lại cho nó nhanh. Bắt đầu nào. Rồi các bạn ơi, nó cứ càng chậm hơn nữa. Để tớ sẽ xem cái game này game gì để hồi mai mốt tớ sẽ chơi luôn nha. Ninja Hand. Thôi, game này quá chậm rồi các bạn ơi. Hôm nay tớ sẽ chơi game Ninja Hand nha các bạn. Cứ coi nó có hay không. Nani 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 Nani. Các bạn ơi, tại sao Nani nhiều vậy? Cái kiếm này cũng hay nha các bạn. Wow, quá hay luôn các bạn ơi. Lưỡi cưa Sabiden. Tớ sẽ chơi từng đây, chơi đến đây nha các bạn. 87, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Incoming rồi, ơi cái gì vậy các bạn ơi, nó còn chậm hơn đất nữa các bạn. Nó còn chậm. Ôi đây. Phóng to màn hình lên. Cái này mới vô chơi nè. Quy W E. Nó thiền. Quên. Có chết cha. Đã có. Tớ thích Quy hơn các bạn ơi. EW Quy. Đó. Thử coi Quy EW là cái gì nha các bạn. Rồi W E đây. Nó hơi khó. Chạy nhỏ quá các bạn ơi. Tớ sẽ không cần. Tớ chọn Quy nha các bạn. Nửa luôn nha các bạn. SW Quy nữa nha các bạn. Các bạn chỉ cần W E Quy cũng được nha các bạn. Để là các bạn nhiều kinh nghiệm hơn. Nó là boss. Quy EW là cái gì đó mà. Rồi Quy W chết cha. E thứ ơi là cái gì nha. Thiêu cháy đốt luôn. Rồi chuẩn bị W E nha các bạn. Tớ thích cái này lắm. Ai thích thì có thể vô. Oh my god luôn. Bùm EW hơi luôn. Quy luôn. Ôi chắc không có boss đâu các bạn ơi. Đó các bạn ơi, cái này nó hay nha các bạn. Ôi lửa đùng. Các bạn hay thì nhớ nhấn like subscribe cho tớ nha.
Open X22 video thôi nha các bạn, một cái video bởi có 5 giây và các bạn ơi 22 triệu quá đó. Được cái gì? Rồi rồi, cái thứ ba rồi, thôi tao không thích đâu. Ồ skill Dũng ơi, tới kia ăn đòn của Domin đi. Chết cha, thôi e lắm liệu khuy đi. Ủa trời ơi. Tấp liệu khuy. Tấp liệu khuy. Ồ. Nữa hả? Giờ bắt đầu. Ủa là cái gì? Ồ, thì ra mấy cái tiền chưa này nè. Cái giữa đi. Thôi, thôi, khỏi cũng vậy rồi. Bốn sự kia là cái gì? Ồ, 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 các bạn ơi. Quá đã luôn. 100 hả? Tớ sẽ mua cái này. Ủa rồi, ô các bạn ơi. Thôi cái này ta xem xét giờ tay bạn hơn thử coi. Ta sẽ coi video nha các bạn. Ủa nó 4 năng lực lận. Sao nó 4 được ta? Rồi đủ rồi nha các bạn. Thử nó có skill gì nha. Ô thứ R là cái gì nha? Lấy về ta. Ô thôi W đi. Rồi chết luôn các bạn ơi, nó hơi khó. Ui ơi, trời nó khó quá các bạn ơi. Rồi W, trời nó đúng khó luôn nha các bạn. Rồi nó tèo rồi. Lót rồi. Mới ra nhỉ? Đúng rồi. Nhanh bao quay đi. Để thêm bao giờ chúng ta nha các bạn. Nó hơi khó. Đối với mấy cái thằng kia đó nó chạy nhanh vậy nó khó lắm. Skill lửa à, thôi no thang nữa nè. Ăn đấm đấm nè. Rồi nó lát các bạn ơi. No. Rồi xong luôn. Để rồi. À bốn. Trời ơi. Quy. Quy, đúng rồi. Ôi ôi. Cuối cùng rồi. Trời, nó hơi bị khó nha các bạn. Tôi sẽ ra con nhỏ nha. Nhỏ nữa. Quá dữ luôn.
tớ sẽ ra con nhện. Đúng rồi, ra nhiều con nhện đi. Đúng rồi, nhiều con nhện nữa. Nó nó đông nữa nè. Chờ ông ba lần thôi nha các bạn. Nó không chờ ông hai ba lần gì đâu. Đó, tưởng gì, tưởng có bàn tay BD thăm năm tứ chứ. Skill thì tớ hết rồi, có hết rồi. Ôi các bạn ơi, có phi tiêu nữa hả? Tớ sẽ chọn cái này nha các bạn. Đây, đó, cái này xịn nha các bạn. Cái này hơi bị xịn chứ không phải xịn bình thường. Xịn nữa nè, phi tiêu nữa, tớ phải cần phi tiêu nha các bạn. Các bạn ơi, tớ đang cần phi tiêu nữa nha. Các bạn có thể ráng tua nha các bạn, có thể tua. Đó là bị ghê nha. Ồ, năm đám tớ không cần. Ồ, có cái này. Ơi, lửa đen này các bạn ơi, tớ cần lửa đen. Để hút mấy cái con kia vào. Đúng rồi. Ồ, trời ơi. Thôi vậy đủ rồi. Nô tan. Tôi sẽ ra con nhỏ nha. Rồi các bạn ơi, tôi cưa rồi. Tôi sẽ sử dụng từ kia con nhỏ nữa. Nhỏ đâu rồi ta? Tìm nhỏ nào. Đâu rồi? Nhỏ nè. Nhỏ vua. Ba con nhỏ vua. Thử coi tôi sẽ xài cái này. Tôi còn xài cái này nha các bạn. Các bạn có thể tôi nhanh nha. Tôi phải đổi cái này rồi. 5 cái thì tôi sẽ chọn cái này nhiều hơn. Gấp đôi nha các bạn. Gấp đùi. Thử rồi đúng không nha. Đúng không? Ồ đâu. Trời, nó đỏ không? Nó đỏ nha các bạn. Ba con vua để có thể ok hơn. Trời ơi, quá đẹp luôn. Rồi full mát rồi. Nữa nè, đùng. Rồi xin đi đi cùi rồi các bạn ơi, có phải là nhanh lên chứ, nhanh lên. Ô, một cái chết nha các bạn. Chết vậy thì chết nha các bạn. Amber. Ô, tôi phải dùng lẹ các bạn ơi. Không biết đùng. 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 Đúng rồi. Ok. Có đi. Các bạn ơi, tôi phải có cây cuối hay là cái gì nữa rồi. Thôi, tôi sẽ không dùng ô ski nè. Úi dồi ôi, các bạn ơi, cái thứ 5.000 Rado xì kim. Giờ tôi sẽ ráng câu quảng cáo nữa. Hôm nay tôi sẽ coi rất nhiều quảng cáo nha các bạn. Oh my gosh. Wow. Wow. Đúng không? Con trâu hơn nữa hả? Biết đúng. Coi video đến đây cũng đã dài rồi.
Goodbye các bạn, hẹn gặp lại các bạn lần sau.